Mình chào các bạn ha. Hôm nay mình đang bán cái vỏ máy nha các bạn. Vỏ máy 13HP. Cái vỏ thì cái vỏ lãi trọng sĩ 5m4. Vỏ lãi này còn rất là mới các bạn ơi. Vỏ lãi này độ mới của nó khoảng trên 90% đó các bạn. Tại vì dạo này ông anh ông kêu bán giùm ha. Ảnh mua cái vỏ máy xe rồi ảnh không chạy luôn ha. Cái vỏ này anh treo lên không à. Mới tin luôn các bạn. Bạn nhìn cái dàn tem của nó là bằng cái dàn nước sơn không biết nó mới cỡ nào đó. Theo mình thì có khoảng nó mới khoảng hơn 90% luôn các bạn. Vỏ này như mới chỗ mới như mới kéo về luôn á. Mới tin luôn các bạn. Vỏ trọng sĩ 24. Còn cái số điện thoại của hãng vỏ trọng sĩ luôn này các bạn. Vỏ này như là vỏ mới kéo về. Vỏ này cũng không chạy bao nhiêu chứ các bạn. Tại vì ảnh cân cua rồi ảnh mua mà vỏ máy xe ha. Bây giờ ảnh cũng ít chạy vỏ này. Bởi vì anh giờ ảnh kéo lên bỏ trên chạy nè. À, anh quay lên rất là kỹ ha các bạn. Dạo này anh đi cân cua bằng chỗ máy xe bởi vì máy vỏ này ít chạy. Anh treo lên không à. Mình đăng lên bán nha các bạn. Dạ full combo vỏ máy này, cái máy thì cái máy Honda GX 390. Máy 13HP Thái Lan. Full combo với là 11 triệu nha các bạn. À, chọn bộ vỏ máy là 11 triệu. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì alo ha. Số điện thoại thì mình để ở dưới phần tiêu đề đó. Đây là cái máy nè bạn. Cái máy Honda GX 390. Máy này thì máy Made in Thái Lan các bạn. Máy này 13HP. Máy này còn zin luôn các bạn. Máy nguyên zin nha. Chưa thay thế sửa chữa nha các bạn. Dàn cầu thì dàn cầu inox. Dàn cầu inox các bạn. Full combo vỏ máy là 11 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì alo số điện thoại các bạn. Mình để dưới thanh tiêu đề. Sau video đó mình cũng có test cho bạn xem ha. Các bạn. Cái bình xăng zin Made in Thái Lan ha. Nói chung máy này là còn nguyên zin nha, chưa thay thế vậy các bạn. Đó. Dàn cầu thì dàn cầu inox. Chút xíu cuối video đó mình cũng có test cái vỏ máy này cho bạn xem luôn nha. Vỏ máy này chạy mình không đo tốc độ nhưng mà tốc độ nó khoảng trên 50 á. Thấy cũng rất là giọt. Máy còn rất là mới ha các bạn. Anh xài rất là kỹ nha. Anh chùi rửa kỹ lắm. Vỏ anh xài cũng kỹ mà cái máy anh xài cũng kỹ nữa. Giá 11 triệu này cũng rất là hợp lý nha các bạn. Thấy mình thấy cũng vừa. Anh em nào có nhu cầu xài thì máy này vỏ này cũng vừa xài. Tại cái vỏ thì còn mới tinh luôn. Vỏ như là vỏ mới kéo về luôn. Vỏ mới hơn 90% bạn. Còn cái máy thì mình nghe quay là bạn thấy rồi đó. Cũng rất là mới. Dàn cầu thì với nóc. Bao anh em luôn ha. Bao anh em về độ xét luôn ha. Tại vì dàn cầu xịn mà. Dân ở Nam Căn Cà Mau thì xài dàn cầu với nóc không à. Dàn cầu với nóc là loại xịn không à. Muốn thợ làm chứ không có là dàn cầu chạm các bạn. Dàn cầu này thì mình đặt thợ làm luôn á. Máy còn rất là đẹp. Máy này nguyên zin 100% luôn nha các bạn. Rồi bắt đầu anh chủ máy anh chuẩn bị anh giật test thử máy cho bạn xem nha. Được. Bắt
đầu mình xuống sông mình test vỏ máy cho bạn xem đó các bạn. Test cái vỏ máy này ha. Máy 13HP với cái vỏ trọng sĩ 5m4.